Chào tất cả anh em đam mê sân Bắc ha. Thì quay lại với Hưng Tâm hôm nay thì cánh đồng của Hưng Tâm hôm nay có nước nè anh em. Đây. Hưng Tâm bữa nay ra hơi sớm trời cũng còn khá nắng anh em ơi. Hưng Tâm bữa nay dắt anh em đi cái khảo sát cũng như là chia sẻ cái cách để anh em nhân cái lưới hú ha. Thì lưới hú của Hưng Tâm bữa nay năm nay nó quá trời dở anh em ơi. Thì cùng đồng hành cùng Hưng Tâm ha. Thì ở đây Hưng Tâm đang đứng ở bờ chỗ vỏ luôn anh em ha. Dưới này dưới sông rồi nè. Trời có hơi bị chói nắng anh em thông cảm ha. Đang ở cặp mé kinh nha anh em. Thì đồng hành cùng Thanh Tâm thì cái bãi hú của Thanh Tâm tuốt bên đó anh em. Khoảng 200 m bển thì tôi đồng hành cùng Thanh Tâm luôn anh em ơi. Thì đây, đường xa quá nên Thanh Tâm làm cái thùng quẩy đang để cái bình vô quẩy anh em ha. Rồi lo bọng hồi Thanh Tâm sẽ chia sẻ với anh em ha. Thanh Tâm đem kèm một cái lưới ban ngày của có dính con gì không anh em ơi. Nếu có dính còn gì mình dở ra kiếm thêm anh em ha, như cu bọng rồi đó mình sẽ kiếm thêm. Anh Tâm sẽ ra chia sẻ cho anh em tìm những cái bãi quánh thì phải xa những cái lùm cây này anh em ha, xa cái lùm cây này ra những cây cao này nè, nên xa nó ra ha, đừng dằn gần cây cao, dằn ngoài bờ thấp ngoài kia anh em ha. Đây cái bãi lưới canh của anh Tâm đây. Thì chút xíu anh Tâm sẽ quay lại lưới canh sau anh em ha. Giờ này ra gấp lưới hú trước anh em ha. Bữa nay thì trời chuyển mưa cũng quá trời chuyển mưa anh em ha. Đây cũng mới mưa lầm rầm xong rồi nè. Giờ anh Tâm tranh thủ ra lưới anh em ha. Đồng hành cùng anh Tâm ha. Giờ mình đi anh em. Bãi cũng hơi xa anh em ơi. Em cũng đi dắt anh em bữa nay đi tham khảo anh em ha. Đi camera nó có rung lắc anh em thông cảm cho anh Tâm ha. Gài Thanh Tâm đi đám nè, nên là cũng chưa có ra đánh, bữa nay ra đánh lại sẵn đây chia sẻ cho anh em, nhiều anh em hỏi Thanh Tâm, hỏi Thanh Tâm là nên quánh hú quánh dạt như thế nào, nhưng mà dạt thì bên kia Thanh Tâm chưa có quay được anh em, bên nhà bên còn ở đây thì Thanh Tâm bữa nay chia sẻ hú cho anh em ha. Năm rồi Thanh Tâm có chia sẻ với anh em rồi, nhưng năm rồi cái bãi Thanh Tâm nó đẹp hơn năm nay anh em ơi, đường đi cũng khá xa đó nè. Lội phải vòng vòng xa anh em ơi, 200 m. Cách lưới canh 200-300 m anh em ha. Mới đi theo bờ mới đi ra tới lưới được anh em ơi. Năm sau Thanh Tâm sẽ có thể là sẽ dọn cái khúc bờ này anh em ha. Thanh Tâm cũng không gài cũng hạ cây rồi anh em. À, cây cái bờ này, bờ đứa canh của anh Tâm bển anh em. Năm sau có để là anh Tâm sẽ về qua đây ha, về đây cho nó liền với cái bãi quánh hú luôn anh em ơi. Tới lui nó dễ hơn. Tâm cũng đốn cây cho nó sạch bãi nè, cũng còn hàng mua này quá trời anh em. Thường thì anh em quánh lưới hú anh em dăng cặp bờ mua này cũng được anh em ha. Nếu được 1-2 cây Đà Lạt nữa ngon anh em. Đây cái chàm thường thường ở vùng của anh em ta gọi là chàm bông vàng đó nè. Đây cái chàm bông vàng là cái lá này nè nghe anh em. Cây này á, nhiều anh em ta không biết cái chàm bông vàng là cái nào. Đây, chàm bông vàng là thứ này nè ha. Mà được bự bự chút xíu nó hú về đầu mạnh anh em ha. Anh em ví dụ như anh em có cái bờ anh em dăng cặp vậy nè là ngon. Hôm nay Thanh Tâm cánh đồng Thanh Tâm có nước rồi, nhưng mà cái bờ cơm nếp cũng chưa ngập anh em ha. Mưa không gài có nước lại anh em ha. Không biết đêm nay lưới canh nó ra như thế nào anh em ơi. Khổ quá đi đi bữa nay đi hành trình cùng anh em ra ngoài bãi luôn anh em ha. Để chia sẻ cho anh em bãi hú cho nó như thế nào, mà tay lưới của anh Tâm thì năm nay không được đẹp anh em ơi. Năm rồi có tay hú của anh Tâm nó được nhộm đen rồi cũng lâu lắm anh em. Tại hú của anh Tâm thì lưới lùa anh em ha, nhưng mà anh Tâm thì không có thời gian lùa anh em, nên để không gài
mới con tháng là này mới bay màu hết trơn, tại vì ban ngày còn dính cu dính cò rồi đó nè, kiếm thêm rồi thằng Tâm cũng không có xiên để lùa luôn, nên là không có lùa anh em ha, để đại anh em ơi. Giờ cũng đang quải này giống như đi bộ đội luôn anh em, ra cũng gần tới bãi rồi nè. Hôm nay không biết dính còn gì không, có lưới trắng tư anh em ơi. Anh Tâm có thấy có còn dính con gì á anh em, phải không biết, chắc không phải quá. Ồ con gì đây, thường thường mấy ngày nó ưa dính cu nó nữa, mà cu đất cu ngói rồi. Tới lưới nè, cái lưới trắng tư luôn anh em ha. Anh Tâm cũng chia sẻ với anh em là bỏng mình dân dây 160 nè, lưới giờ lưới trắng luôn anh em ơi, hết đen luôn rồi. Để anh Tâm tắt cam nhảy qua cái mương này cái anh em ơi, để gớt gớt điện thoại anh em ha, nhảy qua mình mấy ức nhẹp cho anh em ơi, té mương rồi. Bữa nào kiếm cái cây anh em ơi, bữa kiếm cái cây bắt lại mới được. Rồi bắt đầu hành trình đi vô lưới anh em ơi. Đây lưới của anh Tâm này anh em ha, thì lưới này lưới 8 anh em ha, lưới 8 mà bây giờ nó trắng tư luôn rồi anh em ơi. Đây nhìn vậy anh em mới thấy rõ nè, giờ nó trắng tư luôn rồi, quánh đỡ luôn chứ sao vậy anh em ơi. Đây dính còn gì thì không biết. Rồi rồi con 6 anh em ơi, 6 này chút thương Tâm gỡ thả luôn anh em. Đây không có ai mua 6 anh em ơi. Ô 6 này mà về nuôi rồi cho nói chuyện rồi em anh ơi. 6 nghệ. 6 đẹp anh em. Chút xíu Tâm thả nó anh em ha. Đây 6 anh em ha. Bay đi con. Rồi. Đừng sắn lưới lại nha. Đi tiếp tục hả anh em ơi. Đi vô tới trên giữa lưới bắt đầu mình quánh nha anh em. Thì từ đây qua cho tới cái lưới canh của anh Tâm ở đây anh em nhìn thấy cậu anh Tâm ha. Thì cách 200 mét anh em ha. Tại mình đi đường vòng bây giờ hay lâu đó nè. Dây trần dây bọng gì mưa gió dụng hết trơn anh em ơi. Mũi trắng không buông luôn ta. Quá mũi anh em ơi. Thì anh em cũng nên kiếm cái đường cây giống vậy anh em ha. Thì nếu mà cây chạm bông vàng cây giống vậy nè anh em, được nhiều nhiều im ha. Đây là chạm bông vàng nha anh em ha. Thì anh Tâm năm nay cái bãi hơi xấu năm rồi anh em ha. Tâm chia sẻ cho anh em cách với cái bãi văng thì đây anh Tâm văng 200 mét lưới hú nha anh em ha. Quá trời dông nó tấp vô cơ bờ luôn anh em ơi, tấp vô cây luôn. Thì toàn bộ là 100 mét 3 sào hết anh em ha. Đây 100 mét 3 sào anh em ha. Thì anh em cũng khảo sát cái bờ ha. Tâm thì chia sẻ cho anh em như cách bờ văng cũng vậy đó. Ủa, còn là dính chim kiển vậy không anh em ơi. Bờ như chim bọng cũng đúng chút ké rồi không thấy nó qua luôn anh em. Đây chín con chim kiển nữa anh em ơi, chim khắp. Anh Tâm sẽ tắt video anh Tâm gỡ nó cái anh Tâm thả luôn anh em ha. Thì đây chim khắp anh em nào có biết chim khắp không, đây anh Tâm sẽ quay gõ gõ cho anh em biết chim khắp. Đây chim khắp là con chim nó giống như con hú vậy đó nè, mà nó nhỏ xíu ha, nó có bộ lông cũng khá là đẹp anh em ha.
đông lui đuôi dài anh em ha, chim này nuôi kiển cũng được đó nè. Rồi bay đi coi, rồi bay anh em ha, thả anh em ha. Rồi giờ mình quay trở về anh em ơi, quay trở về gấp lo anh em ha, để chữ máy hú luôn nha em thấy nè. Máy hú luôn là cái máy này để dành đánh hú anh em ha. Thì cái máy này năm rồi anh Tâm đánh hú thì năm nay anh Tâm cũng đánh hú luôn anh em ha. Anh Tâm cũng không thay đổi nha anh em ha. Anh Tâm ở đây là quánh đồ giỡm giỡm không anh em ơi. Thì đây là một cái lo Việt Nam anh em ha. Lo Việt Nam đâu mũ anh em ha. Với anh Tâm quánh một cái Peter anh em ha. Cái Peter hai cái. Cái bít tờ với cái lò anh em, nếu mà anh em có khả năng quánh thì anh em quánh khoảng 4 lò cũng được. Anh em quay 4 hướng luôn ha. Còn anh Tâm chỉ quay qua quay lại là xong anh em ha. Canh sao mà quay hướng khi mà nó đổi gió lại gió nam á thì nó xui xui gió lên cái đầu và cái tiếng của mình được xa anh em ha. Còn nếu mà gió bắc thổi xuống thì anh em nhớ quay cái lò xui xui xuống hướng bắc cho nó xa anh em ha. Đặng nó rút con chim xa về anh em ha. Thì bắt đầu giờ anh Tâm sẽ gáp lò anh em ơi. Gấp lò để tối anh em ha. Cách gấp lò thì nó cũng dễ lắm anh em. Cái bên là được anh em ơi. Dây của anh Tâm là cũng 10 mét không anh em. Cái bột lên cái cây. Vậy là nó gắt bên nữa đó anh em ơi. Tục gấp này nghe nè. Rồi đơn giản vậy đó anh em ơi. Anh em buộc nhớ cao hơn cái túi tùng dưới của mình ha, cái túi dưới của mình ha. Rồi anh Tâm cũng đã gấp máy rồi hết trơn anh em ơi. Thì anh Tâm cũng chuẩn bị quay lại nước canh lên anh em ha. Tại thì anh Tâm cũng gáp rồi hết trơn anh em ha. Thì đây anh Tâm cũng chuẩn bị cho mình là cái thau anh em ha, để ốp cái lò cái máy lại anh em ha, để đừng cho nó ấy anh em ơi. Ốp lại đừng cho nó ướt mưa nha anh em ha. Đồ đạc thì anh Tâm để đây ăn sáng mình bưng về luôn anh em ha. Thì lo thì anh Tâm cũng chuẩn bị gì nè. Đó. Anh Tâm buộc cho mình một cái quay về hướng bên này. Còn một cái thì anh Tâm sẽ quay về hướng bên kia anh em ha. Thì hai lo cách nhau cũng khoảng hai mấy 20 mét anh em ha. Đây. Cách cũng 20 mét anh em ha. Giờ anh Tâm sẽ về anh em ha, quay trở về lưới canh mình anh em ha. Bắt đầu hành trình đi về anh em ơi, chút xíu kiếm đồ về thay nữa anh em ơi, ướt nhẹ hết trơn rồi. Rồi thì trở lại với bãi lưới canh của anh Tâm nha anh em ha. Lưới canh thì anh Tâm lùa anh em ơi. Tại lưới canh lưới nó hơi dày đó anh em, nên mình chỉ lùa thôi. Chứ còn không có giống như lưới kia thưa sáng nó dính, nó còn dính được anh em. Bữa nay bãi biển đồ đẹp quá anh em ơi. Nói chung là cũng chưa ngập bờ luôn anh em. Nhưng mà cũng tạm ổn rồi, có nước anh em ơi. Tâm thì bên lưới hú qua rồi anh em ha. Thì hiện tại giờ trời cũng đã tối rồi anh em. Anh Tâm clip sau anh Tâm sẽ chia sẻ với anh em những cái vấn đề gì khác. Bên anh Tâm chia sẻ với anh em lưới hú nha. Để cho anh em sư sản vào nghề, như biết vào nghề đó. Thì nói chung thì hú nó đi hết tháng 10 anh em ha. Hết tháng 10 là nó nghỉ đi anh em ha. Nhiều anh em cũng có hỏi gì vấn đề đó ha. Thì anh Tâm xin kết thúc video tại đây ha.
tâm tranh thủ cái gác cái lưới canh này để tối anh em ơi, để mũi lắm. Tâm sẽ gặp anh em ở kết quả sáng ngày mai anh em ha. Chào anh em ha. Thông báo kết quả cho anh em buổi sáng luôn ha. 49 con mái rồi anh em ơi. Không có gì thêm nữa cho anh em ơi. Chim chóc gì đi yếu xìu xịt anh em ơi. 49 con mái gọi xong rồi đó anh em ơi. Anh Tâm xin kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp anh em clip sau ha. Chào anh em ha.